Bôi đề 12, không biết người ta có nhầm lẫn không? Sao chép tập tin bao bôi 12 dữ liệu chấm BBTX? Đây cô thấy không có, mà chỉ có chấm DocX tập tin Word thôi. Thì cô mở tập tin Word ra cô để này. Rồi vậy thì tạo mới tập tin bao bôi, xong rồi chọn cái layout blank, chèn cái hình vô, insert picture, làm giống như cái đề tham khảo cái này, xong rồi ấn giữ control chọn cái này, insert. Hai cô có hai cái hình, bấm đây này để không chọn nữa, xong rồi rời hai cái này ra, giờ hai cái này ra cho nó thu nhỏ lại, hai cái này được cùng thu nhỏ lại. Rồi cô mở cái tham khảo để cô coi. Mỗi đêm nở thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Nó là Word ạ. Insert Word ạ. Cô chọn cái này đi ha. Xong rồi cô copy cái file Word đó. Cô copy file Word đó. Cô bỏ qua. Thử lên hai cái vô một cái được không? Rồi bỏ vô đây. Ctrl V O gửi cái pass cái test thôi, rồi cho chữ nhỏ lại, rồi đổi dạng ở xuống đây, transform này cô làm lại cái Word app, insert Word app, chọn cái này đi, xong rồi copy cái bên đây hai dòng chữ này, copy vô clipboard, xong rồi qua đây chuột phải bỏ cái này đi, chuột phải pass value thôi, pass này cho chữ nhỏ lại, home này kéo nó xuống đây và cho chữ format, chữ màu xanh đậm, rồi transform đó, transform chọn cái này, chọn cái này, chọn cái này, cái này, chọn cái này ha. Rồi làm giống giống là được, đừng tốn thời gian nó nhiều quá. Rồi cái hình này thì insert cái shape mà cái hình chữ nhật này, vẽ vô một đường, ấn control ráp chuột kéo để copy ra, rồi cho nó dài ngắn khác nhau. Chọn hết đó. Chọn hết nó xong rồi đọc hết bỏ cái outline của nó đi, bỏ outline xong rồi nhóm lại, group nhóm lại xong rồi bây giờ mới xếp fill toned cho nó bằng cái hình, cái group đó, picture, chọn hình này, insert, rồi xong cái đó. Qua đây cô thêm một cái slide nữa, new slide, và cũng blank, cô chèn vô cái trái tim, chèn vô trái tim, insert shape trái tim để ở đây, và format outline nó màu đỏ, rồi shape fill là cái hình picture, chữ cha mẹ. Ok. Rồi bây giờ cô chèn vô chữ mẹ và cái hình, insert picture, chữ mẹ và cái hình này, chọn rời rạc, ấn giữ control, click chuột vào chỗ trống, thu nhỏ cái này lại bớt.
thầy kéo để qua đây, hình người mẹ để qua đây. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Tôi chèn quần ạc vô. Insert. Lít chỗ trống để không chọn đối tượng nữa. Insert quần ạc. Và cô chọn cái này. Cái này. Rồi cô copy này bỏ qua. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Ctrl C. Cô qua đây. Bỏ dòng chữ này đi. Lít chuột phải. Pass cái chữ thôi. Test thôi. Rồi cô thu nhỏ lại. Chọn cái border á. Chọn outline của nó đó. Rồi thu nhỏ lại. Kéo bỏ xuống đây. Bỏ xuống đây và format outline nó cho nó màu vàng. Ồ không phải test cái là cái chữ á, chứ nếu outline màu vàng thì nó là đường biên này nè, cái chữ đó nè màu vàng nha. Là bây giờ cô mới đổi dạng á cho nó hơi dợn sóng, hơi dợn sóng nó là cái này. Rồi khi click vào cha mẹ, cô làm một thứ thôi. Khi click vào chữ mẹ sẽ hiện slide 2. Khi click chữ cha mẹ sẽ hiện slide 1. Vậy thì cái chữ cha mẹ này nè. Chữ cha mẹ này cô tạo hyperlink. Insert hyperlink. Và place in this document hiện slide 1. Ok. Rồi bây giờ cô mới copy. Copy. Duplicate đi. Duplicate slide. Hai giống y. Để cô lấy cái này nè. Cái này cô bỏ. Cái này cô bỏ. Cô chèn cái hình cha vô. Insert picture. Rồi. Cha. Và cha. Insert. Rồi lít chỗ trống. Kéo thu nhỏ cái hình người cha lại. Thu nhỏ hình người cha lại nữa. Rồi cha này thì thu nhỏ lại nữa. Kéo để qua đây. Hình người cha để qua đây. Và hình người cha có xì tai. Chọn picture xì tai. Nó là rồi cái nào đây, picture xì tai nó là cái này nè, nó là cái này ha. Rồi cái đi khắp thế gian, bây giờ mình copy cái dòng chữ gánh nặng cuộc đời. Ctrl C bỏ qua đây, cái chữ này bỏ đi. Và lít chuột phải, pass giá trị vô thôi. Ồ. Nè, cô xóa cái này thôi, chữ ra ha. Xóa luôn cái chữ này. Rồi. Rồi vậy thì định dạng lại, chọn lên đây. Chọn trên đây. Chọn cái này. Format. Picture, format banner bỏ qua đây, clip vào đây, hả? Rồi mình mới sửa lại. Ông số kia, gánh nặng cuộc đời, mình xóa cái chữ này đi, ha. Rồi bây giờ copy định dạng thử xem được nha, copy định dạng này. Format banner bỏ qua đây, chọn ở đây, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Rồi chọn cái form khác, transform khác, transform nào, format
work as style dưới này nó có transform. Transform thì nó là cái chữ mà ở giữa nó nhỏ đó, là cái này đó. À, nếu mà thấy copy định dạng khó khăn quá thì cứ tạo cái word app mới rồi định dạng giống vậy ha. À, đổi cái dạng này nè, transform. Cô thấy dạng này nè, rồi có thể đây kéo này xuống xuống. Rồi chọn transform, chọn cái này nè, cái này cái này kéo nó bỏ xích xuống xíu. Rồi cha, rồi bây giờ cô mới làm những cái hyperlink ở trên này, cái slide đầu tiên. Slide đầu tiên khi click vào chữ mẹ sẽ hiện slide 2. Chọn cái chữ mẹ, chọn ngoài đường bao á, insert hyperlink. Rồi mẹ hiện slide 2. Ok. Rồi chọn cái đường bao với chữ cha, insert hyperlink và hiện slide 3. Rồi ok. Khi click tại các vị trí khác sẽ không có tác dụng. Vậy mình chọn hết ba cái slide luôn, 2, 3 và transition, bỏ on mouse click. Rồi trình chiếu thử slide show room begin, click vào mẹ hiện nay, click vào cha mẹ trở về slide 1, click vào cha, click vào cha mẹ, click vào chỗ khác, không có cái nào hết, click vào chỗ khác, không có cái nào hết. Rồi.